Hello mọi người. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình Thi. Hello mọi người, Thi đã trở lại với một video mới. Nhưng mà cái này không phải là makeup hay là skin care gì hết. Không có gì về... Thôi nói chung là Quỳnh Thi trở lại với một video về cách mà Quỳnh Thi mặc áo, thời trang. Thật ra thì Quỳnh Thi cũng không có gọi là thời trang gì lắm đâu. Tại vì chẳng qua là các món đồ mà Quỳnh Thi mặc đó được khá khá với bạn hỏi. Cho nên là hôm nay nhân dịp gần cuối năm hả? Nhân dịp gần cuối năm Quỳnh Thi sẽ làm một cái video tổng hợp lại tất cả những cái món đồ, đa số là đồ màu trắng với màu đen mà được mấy bạn hỏi nhiều nhất khi mà Quỳnh Thi chụp hình này. Quỳnh Thi sẽ đưa thông tin lên cho mấy bạn luôn. Một vài món Quỳnh Thi sẽ nhớ mua ở đâu, nhưng mà một vài món Quỳnh Thi sẽ không nhớ, cho nên là Quỳnh Thi sẽ để link ở dưới description box. Cái gì mọi người xuống dưới xem cho Quỳnh Thi nha. Thì sẵn đây Quỳnh Thi sẽ thông báo cho các bạn một tin rất là hời đến từ Shopee, đó chính là Shopee chuẩn bị sinh nhật kéo dài từ ngày 6 tháng 12 cho tới ngày 9 tháng 12. Khi mà các bạn mua trong khoảng thời gian sinh nhật Shopee á, thì Shopee đang có rất nhiều deal hời. Shopee hiện đang có cái voucher giảm giá 30.000 cho các sản phẩm từ 99.000 khi mà các bạn mua sneaker nè hoặc là jeans. Rất là nhiều các thương hiệu chính hãng đang tung voucher và xả hàng giảm giá 50% luôn. Và đặc biệt có rất là nhiều deal shop chỉ với giá 12.000 thôi và còn mua một tặng một nữa, nhưng mà chỉ là với số lượng có hạn thôi nha. Nhân dịp sắp Noel và năm mới thì đây là một cái cơ hội, nó là ngàn năm có một đó, để cho mấy bạn có thể tung túi tiền của mình ra và mua đồ Tết cũng như đồ Noel luôn nha mọi người. Đây là những món đồ mà Quỳnh Thi rất là thường hay mặc ở trong tủ đồ và cũng như là được mọi người hỏi rất là nhiều. Thật ra những món đồ này nhìn nó cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ dễ phối đồ luôn. Quỳnh Thi á thì Quỳnh Thi rất là thích đồ trắng đen tại vì nó rất là dễ phối. Ok thôi bây giờ mình bắt đầu luôn đi nha. Quỳnh Thi á là hả một đứa mua đồ mà hả không biết điểm dừng hay sao mọi người. Một món đồ Quỳnh Thi mua lúc nào thì cũng mua hai màu hết á. Ví dụ á mà Quỳnh thường thường Quỳnh Thi đi mua đồ một mình á là lúc nào cũng mang về một đống hết trơn á, cho nên là Quỳnh Thi mình đi mua đồ là phải có người cản Quỳnh Thi lại. Bình thường là đi có một mình mà cho nên là mình đi tủ đồ quá trời đồ luôn á mọi người. Thì đây là một số món đồ mà mọi người hỏi Quỳnh Thi rất là nhiều, thì Quỳnh Thi sẽ đi lần lượt từ áo rồi tới váy tới quần luôn nha. Đây là hai cái chiếc áo hai dây màu trắng và màu đen, Quỳnh Thi rất là thích. Cứ một cái gì nè, một mẫu gì nè Quỳnh Thi mua hai màu, mẫu nào cũng vậy hết trơn á, sàn luôn. Đây là hai cái áo hai dây mà nhìn rất là đơn giản luôn mọi người, nhưng mà cái form của nó rất là xinh. Quỳnh Thi mặc Quỳnh Thi được rất là nhiều bạn hỏi. Đây thì cái áo này đến từ thương hiệu Narcotics. Quỳnh Thi mua cái này cũng lâu lắm rồi cho nên là không biết là bây giờ còn bán hay không. Quỳnh Thi hay phối những cái áo hai dây này với lại hình như là cái gì cũng phối được luôn á mọi người, chân váy hay là quần hay là cái gì cũng phối được hết trơn á. Và quan trọng là cái form áo hai dây rất là xinh. Quỳnh Thi thì không có hay mặc áo hai dây mà nó bo tròn lên đó mọi người. Cái này là ngang vậy nè, xong rồi 2+2 dây lên luôn, rất là xinh. Cái này Quỳnh Thi mua tầm 200 mấy 300 hay sao á, hai màu. Tiếp tục cũng đến từ cái thương hiệu này luôn, Narcotics luôn mọi người. Đây là màu đen, còn có một cái màu trắng nữa. Đây cái mẫu này á, thì nó được cắt cái cổ rất là hay, là nó không phải là nằm ở cổ chính giữa mọi người, cắt cổ xéo qua phần nách như vậy nè, mặc rất là xinh. Quỳnh Thi cũng thường hay phối những cái áo như vậy với chân váy. Chân váy ngắn lắm kìa, tại vì Quỳnh Thi thấp á, hơi thấp á, cho nên là thường thường chân váy Quỳnh Thi kéo lúc nào cũng qua rúng một chút xíu, cho nên nhìn cho nó hắt cái chân xíu. Đây là một cái áo ba lỗ màu trắng mà Quỳnh Thi không nhớ Quỳnh Thi mua ở đâu. Mấy bữa Quỳnh Thi mặc đi chơi với Ti cũng có rất nhiều bạn hỏi. Đây là một áo crop top á mọi người. Quỳnh Thi thường thường hay mặc những cái áo mà cổ nó hơi sâu một xíu á. Chắc không biết tại sao nhưng mà Quỳnh Thi cảm thấy Quỳnh Thi không có mặc cái gì mà nó cao cổ quá được, nhìn nó rất là bí bách với lại không đẹp, không biết nữa. Quỳnh Thi lúc nào cũng thích mặc đồ cổ sâu sâu một xíu. Đây là một set đồ mà mấy bạn hỏi Quỳnh Thi rất là nhiều. Đây là set đồ mà Quỳnh Thi đi biển, đi Phú Quốc. Cái này với lại chiếc quần màu trắng đen này Quỳnh Thi mua ở Beach Club nha mọi người. Cái này với lại cái áo này luôn hay sao Quỳnh Thi cũng không nhớ cái áo này Quỳnh Thi mua ở đâu. Mà cái bộ này Quỳnh Thi mua từ hình như một năm trước rồi hay sao á, mà hôm nay Quỳnh Thi lấy lại mặc lại thì mọi người hỏi rất là nhiều. À và song song đó luôn thì Quỳnh Thi có cái đầm màu vàng mà mọi người cũng hỏi rất là nhiều luôn mà Quỳnh Thi quên mang mất tiêu rồi. Cái đầm đó Quỳnh Thi mua ở Joyce nha mọi người. Joyce. Đây là một chiếc quần dài cũng của Beach Club luôn. Có độ rất thích mấy cái quần này, nó cũng rất là dễ phối đồ. Thì thường thường hay phối những cái quần này với lại những cái áo crop top. Đây Beach Club tiếp. Không có sponsor. Tại vì mình thấy xinh mình thì mua thôi à. Nè, cái áo này mình thì cũng mua ở Beach Club nha mọi người. Mà cái này cũng mua lâu rồi đó, mình thì nghĩ là chắc bây giờ người ta không còn bán nữa đâu. Đây. Cũng xinh lắm á. Cái áo này mà kiểu mặc đi biển hay đồ này kia á thì xinh lắm. Ok, món tiếp theo đó chính là cái chân váy thần thánh này mà ai cũng hỏi tôi mua ở đâu hết. Nhưng mà cái váy này á, là cái váy mà Quỳnh Thi mua một set luôn, nó có cái áo nữa. Quỳnh Thi mua của Grey House hả? Grey House. Cái này Quỳnh Thi mua đầu năm ngoái
Hay sao đó, một mình thấy chị Angela Phương Trinh mặc đó, xong rồi có tag cái shop này, xong thì mua. Mình thì mua cái set này tầm hình như 1 triệu mấy á. Mà mình thì chỉ mặc cái váy này nhiều thôi à. Váy này xinh cực kỳ luôn, mặc với cái gì cũng được hết. Mình thì mặc với áo thun, mặc crop top hay là gì cũng mặc được hết trơn á. Xong rồi hỏi rất là nhiều. Toàn mình thi đồ, mình thi cũng toàn là lâu lâu không, mà mấy cái món đồ này mình thi rất là tâm đắc đó mọi người. Mình thi mua có nhiều món, mình thi cũng mua lại mấy lần nữa. Later. Thì mọi người ơi, mình thi đang quay video thì cái máy chụp hình của thi nó hết pin, nên mình phải quay lại bằng điện thoại, cho nên mọi người thông cảm nha. Ok, đang nói tới món đồ nào vậy trời? Đây là cái váy xanh mà mình thi được mấy bạn hỏi mua ở đâu rất là nhiều luôn. Thì cái váy này mình thi mua ở Liban nha mọi người. Cái này thì cũng mua lâu lắm rồi đó. Mấy cái đồ này của mình thì là mình thi đúng kiểu là tâm đắc thật sự, mặc rất là hợp với dáng của mình thi á, cho nên là mình thi cứ giữ từ năm này qua tháng nọ, cho nên nãy giờ mấy cái món đồ mình thi chỉ với bạn mua đâu á, toàn là mình thi mua lâu lắm luôn rồi đó. Đây, thường thường thì đồ thì mặc có lúc nào thì cũng phải bóp hết trơn á, lúc nào cũng mua những cái bóp eo á, tại vì người thi khá là nhỏ con á, eo mình thi có 59 à, 59, 58 gì đó rồi, cho nên là thường thường đồ lúc nào cũng phải bóp hết trơn á. Đây, theo mình không biết gọi cái quần này là cái gì đó. Và mấy bữa mình thêm lúc mình thêm mặc cái quần này với cái áo crop top màu trắng hồi nãy á nè, một bộ nè, thì mấy bạn hỏi đi mua đâu rất là nhiều. Mình đi mua cái này ở chị Giang Donna đây, phối được rất là nhiều đồ luôn. Mình thêm mặc được với áo thun rồi áo crop top, thì mình thường thường mình sẽ mặc những cái này với áo crop top thì cho cái người của mình nó dài hơn, chân của mình nó dài hơn nhiều. Mình thi rất là thấp luôn á, cho nên là những bạn nào mà lùn lùn mà mình thi chắc coi video này có thể là sẽ hữu ích cho mấy bạn. Đây là một chiếc váy satin lụa rất là xinh, mình thi đặt may theo cái số đo của mình thi luôn. Không biết là nó sẽ phối được nhiều đồ không, mà tại vì mình thi thích nó quá cho nên là thôi cho nó vô đây luôn nha. Mình thi nghĩ là nó rất là dễ phối đồ, nhưng mà trước mắt thì chỉ mới phối được với cái áo ba lỗ trắng này thôi à. Đồ của mình thi đơn giản lắm mọi người ơi, đồ đơn giản hết sức luôn. Đây là chiếc đầm màu trắng thần thánh của tôi. Quỳnh Thi mặc chiếc đầm trắng này để quay video mà make up căng bóng, mọi người hỏi rất là nhiều. Thì đây là đầm mà Quỳnh Thi bán luôn. Lên form rất là xinh, vòng nào đó mình thấy. Thường thường Quỳnh Thi sẽ mặc cái này, không một lần Quỳnh Thi sẽ khoác thêm cái áo khoác kem nữa. Mọi người đợi xíu nha, Quỳnh Thi sẽ đưa cho mọi người xem cái áo khoác kem đó. Chiếc đầm đen 2 dây, nhìn có vẻ rất là đơn giản nhưng mà không hề đơn giản chút nào đâu. Lên form rất là xinh luôn. Thi mua cái đầm này của Sophia Studio nha mọi người. Thi mặc cái đầm này mọi người cũng hỏi rất là nhiều luôn. Thi mặc được đi dạo phố, đi tiệc, đi đâu cũng mặc được hết á. Nhìn đơn giản nhưng mà tùy theo cái đôi giày với lại phụ kiện mình phối á, thì mình mặc được ra rất là nhiều đồ. Đây là một chiếc áo thun ba lỗ, nhìn nó đơn giản, thật sự thì có những món đồ nhìn tưởng nó đơn giản nhưng mà thực ra mặc lên nó rất là đẹp luôn á mọi người. Form rất là xinh luôn. Mình đi mặc cái áo ba lỗ này với lại cái váy lụa hồi nãy, đi chơi với lại Shen, với Tiên, với Nguyên nè. Bộ này rất là xinh luôn, mặc nhìn rất là nữ tính. Cái đầm này mọi người cũng hỏi mình đi rất là nhiều, cổ nó cao lên tới đây luôn mọi người, nhưng mà tại vì nó rất là ngắn cho nên là nhìn chân của mình nó cũng dài ra đáng kể. Mình đi mặc rất là nhiều lần rồi. Cái đầm này thì rất là ưng ý luôn. Thì đầm này thì order ở đây không có bán đâu mọi người ơi. Mình thì cũng mua rất là lâu rồi đó, chắc cũng 1-2 năm trước. Xinh lắm, vải rất là mát, rất là tốt. Mình thì nhớ là mình thì mua tầm hình như là 800-900 ngàn gì đó. Cái này một chiếc váy nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn nó rất là đơn giản, lại là một món rất đơn giản nhưng mà lên form lên mình thì mình thấy rất là xinh. Eo nhỏ nè, xong rồi mình thì kéo cao lên thì nhìn chân mình thì nó dài ra rất là nhiều. Mình thì định mua lại cái này á nhưng mà shop hết bán rồi mọi người ơi, tiếc lắm, nhìn nó cũ lắm rồi mọi người, mình thì không có nở dục á, cho nên là không biết như thế nào, mong là shop sẽ bán lại hả. Cái này thì mua của Nakotex luôn rồi. Đây là một cái món nữa, món này là món cuối cùng màu đen. Nó là một cái mút đèn nha mọi người, nó rất là nhiều màu, rất là dễ thương. Mà hôm bữa Ti cũng có một cái nữa, cho nên là mình Thi tắm một cái để mặc cặp với Ti luôn. Cái này thì mình Thi thấy nó rất là dày dặn, rất là thoải mái. Cái này là mình Thi mới mua thôi à, cũng không có mua lâu, nhưng mà chắc là nó sẽ phù hợp với mùa cuối năm, đầu năm gì đó. Nhìn nó cũng rất là màu mè dễ thương. Ta-da! Ok, vậy là đã xong hết tất cả những cái món đồ mình Thi ưng ý nhất trong năm nay rồi, năm ngoái luôn. À khoan, còn một món cuối cùng nữa đó chính là cái áo khoác này, áo khoác len thần thánh. Cái này là cái mà mình Thi, trời, mấy bạn mặc đầm gì các bạn khoác lên nó cũng đẹp hết trơn á.
Thì mặc cái đầm cái áo này mà mọi người hỏi rất là nhiều, thật sự những món đồ nãy giờ mình Thi mặc á, mọi người thật sự rất là hỏi nhiều, cho nên Thi mới làm cái video này để cho mọi người thêm thông tin về những cái sản phẩm mà Thi đã mặc, mong là nó sẽ giúp ích cho mọi người nha. Đây, cái này là Thi để Thi mặc với những cái đầm 2 giây mà nếu như mình cảm thấy mình nó quá hở, mình có thể khoác hở ở ngoài và lâu nó sẽ rớt xuống, nhìn nó rất là ok. Vậy là đã xong hết tất cả những món đồ mà Quỳnh Thi yêu thích nhất trong tủ đồ của Quỳnh Thi rồi. Mong là nó sẽ giúp cho mấy bạn có được những cái option đồ cho cuối năm với lại đầu năm. Và mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ cùng Quỳnh Thi ngày 6 tới ngày 9 tụi mình sẽ cùng săn sale trên Shopee nha. Sẽ có rất là nhiều deal hot cho mấy bạn. Những cái deal giống như là sản phẩm như có 12.000 nè, mấy bạn sẽ được miễn phí vận chuyển nè, rồi mua 1 tặng 1, rồi giảm giá 50% tất cả các thương hiệu chính hãng. Ok, vậy là video đến đây đã kết thúc rồi. Mong là cái video này sẽ hữu ích cho mấy bạn nha. Mọi người có ý kiến đóng góp thì mọi người cứ comment cho Quỳnh Thi để Quỳnh Thi sẽ cố gắng khắc phục những lần tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.